Vì mọi người chúng ta đều có ông bà cha mẹ và người thân. Có khi trong gia đình mình cũng có những người mà họ mắc bất đắc kỳ tử, hoặc là chán đời gì mà họ kết liễu cuộc đời tự tử, uống thuốc sâu hoặc thắt cổ, hoặc là dùng cách gì để mà tự sát. Mà trong kinh giáo Phật cũng dạy là vấn đề tự sát là vấn đề rất khổ. Có khi cái khổ của thế gian hiện tại chúng ta gặp phải nó chỉ một hai phần, mà đi kết liễu cuộc đời của mình chết đi thì cái khổ của mình tăng lên gấp 10 phần. Nên người không hiểu mới đi kết liễu cuộc đời. Khi mình gặp một số sự cố như thất tình, hoặc bị chồng đánh, chồng bỏ, hoặc là vợ bỏ, hoặc gặp sự việc mà người ta lấy của cải, những sự việc đó mà mình đi chán đời mà muốn kết liễu cuộc đời, thì đây là cái chỗ mà rất là khổ. Mà trong kinh Phật dạy rằng là khi một người mà thọ mạng chưa đến mà đi kết liễu cuộc đời mình chết, thì trải qua những thời gian ngắn nhất như mỗi tuần, thì chúng ta phải quay lại cái thân chung ấm, thắt cổ tự tử, uống thuốc sâu tự tử một lần. Thí dụ như người này trong lòng buồn khổ, họ có ý niệm thắt cổ, thì tự nhiên cái nhân của người thắt cổ chết và đến để chiêu cảm họ, để người ta được thấy thân. Chứ quý vị để ý rằng là khi chúng ta mà lấy một sợi dây nhỏ siết cổ nhẹ cái mình chịu không nổi. Vậy mà cái tâm ý mà muốn thắt cổ, vậy mà dám buộc sợi dây vô cổ mà treo mình lên trên sợi dây đó toàn ten, thì quý vị phải biết rằng là nó chiêu cảm từ cái tâm nghĩ và sự thành. Còn quý vị thấy rằng là thuốc sâu nó hôi vô cùng, mà có những người có thể dám uống một chai thuốc sâu để tự tử là vì sao? Vì cái tâm muốn uống thuốc sâu tự tử, nên nó chiêu cảm những cái quan hồn chết vì uống thuốc sâu và đến để mà bắt người này thấy thân. Từ nơi đó mà trong cái lúc mà nó kết cái quả và nó uống thuốc sâu thì thấy thuốc sâu nó ngọt như mình uống cà phê vậy nè. Từ nơi đó mà mới uống được chai thuốc sâu, chứ đâu có đơn giản đâu, như mình nghe cái mùi chịu không nổi rồi. Nên mình mỗi ngày nó phải có ý nghĩ thiện, ý nghĩ tốt. Chứ nếu như mình có một ý nghĩ xấu ác đó nghe, thì bắt đầu là nó chiêu cảm những cái phần xấu ác đến với mình. Những đứa đọc một câu chuyện, cái ông này, ông hận một người bạn. Khi người bạn này gạt gẫm ông nha, ông muốn đến, ông trừ khử người bạn này, ông giết người bạn này. Thì có một vị thiền sư, ông trong cái lúc ông đang nhập định, ông thấy cái ông này ông săn hẳn, ông cầm cái dao qua muốn giết cái ông bên kia. Thì sau lưng cái ông này thì có một đoàn người hung bạo, cầm dao cầm búa đi theo ông, la lối sùm đi theo ông, ao 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 theo ông gì đó. Thì trong thiền định ông thấy rõ ràng như vậy. Thì khi mà cái ông này qua bên nhà của cái ông đó thì nghe gia đình vợ con đồ than thở, thì cái ông này ông quay cái tâm muốn giết đó. Ông nói rằng là nếu bây giờ mình giết người bạn này thì mẹ người bạn này, vợ người bạn này, con người bạn này sẽ sống như thế nào. Từ nơi đó mà ông đổi ý niệm, ông không muốn giết nữa và tha thứ. Thì khi ông tha thứ thì khi ông trở về lại thì tức khắc một đoàn người đi theo ông là cầm cờ xí vui vẻ hoan hô. Còn cái lúc mà săn hẳn thì có một toán người cầm dao búa y gan ông săn hẳn và ao ạt và săn hẳn theo giống hệt ông để đi giết người đó. Thì vị biết rằng khi chúng ta khởi một cái tâm săn hẳn thì nó có một lực lượng săn hẳn vô hình chung, nó chiêu cảm và khiến chúng ta phải giữ dằn dằn lên. Quý vị thấy rằng là có những người mà tự nhiên họ săn hẳn, họ nóng lên là họ muốn giết người, họ muốn đốt nhà, họ đập đồ, quý vị biết. Mà khi họ giật mình cái họ tỉnh cái là họ nói ủa mình sao tự nhiên mình hung dữ dữ dằn vậy ta, là do về cái tâm dữ dằn đó nó chiêu cảm một số lượng dữ dằn và nó làm cho người này dữ dằn lắm đó. Nên mình là người tu là nó chuyển được cái tâm, nó chuyển được cái tâm. Nên mình phải nghe được, mình biết được rằng là cách nào để mà cầu siêu cho người thân của mình. Như trong gia đình Nhẫn Đức ngày xưa, Nhẫn Đức cũng có một người chị thứ sáu. Người chị này cũng
buồn bên chồng sao không biết nữa. Mới sanh con có 1 tháng mà chị uống thuốc sâu, chị tự tử, chị chết. Tự tử chết. Thì sau này mình học Phật mình mới biết được rằng là cái nghiệp quả này nó khổ lắm, khó siêu lắm. Từ khi là trong gia đình nó có một người tu tốt lắm, thì họ mới hướng theo cái người tu đó, họ nương vào cái công đức người tu đó để mà họ siêu thoát. Đó. Như thế nào mình mới cầu siêu cho người thân mình? Là chính mình phải có công phu, chính mình phải thường nghĩ thiện, chính mình phải có công phu, chính mình phải thường niệm Phật, chính mình phải chuyển ác tu thiện. Cảnh giới của mình đạt được cái tâm tu tốt đó bấy nhiêu thì mình mới cầu siêu cho người thân mình được bấy nhiêu. Nên một số người á, chúng ta khi lỡ phá thai hoặc là muốn cầu siêu cho thai nhi hoặc là muốn cầu siêu cho người thân mình, mình bỏ ra một số tiền, mình nhờ một số người ta tụng kinh rồi làm những công việc này công việc kia giúp mình. Cái việc này giống như là thời tiết nóng, cầm quạt quạt vài cái thôi vậy. Nó không có đạt tiêu chuẩn. Từ khi cái người mà phát tâm cầu siêu á, cho mình á, là người này phải có công phu. Như câu chuyện của vua Lương Võ Đế, ông thương một người vợ, khi vợ ông lúc còn sống tâm sân hận, hung bạo. Và khi bà chết đi thì bà là mãng xà báo mộng cho ông biết rằng là thiếp chết đi sanh trong loài súc sanh rất khổ. Thì vua Lương Võ Đế này quá thương người vợ này nên cầu Hòa Thượng Chí Công cầu siêu cho vợ. Mà quý vị biết rằng Hòa Thượng Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện, công phu của ông đạt tiêu chuẩn, biết được những đời quá khứ. Ông là Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện mà. Thì vua Lương Võ Đế này là một vị đại hộ pháp. Từ nơi đó mà Hòa Thượng Chí Công ông cầu siêu cho, lập đàn 7 ngày nhưng cầu siêu chưa được 7 ngày thì vợ của vua Lương Võ Đế từ cảnh giới của súc sanh đã được sanh lên cung chờ đau lợi hưởng phước. Vì sao? Vì công phu của người cầu siêu đó là có công phu, đặc biệt là họ đã có tu, có hành, có chứng thì mới cầu siêu được. Còn nếu như chúng ta bỏ tiền ra nhờ một số người tụng kinh gõ mõ mà tụng lấy tiền mà họ chính họ còn chưa siêu, chính họ còn có thể bị đọa lạc, như vậy họ lấy cái gì để cầu siêu cho người thân chúng ta? Còn có một câu chuyện, lúc mà cái ông này ông chưa tu hành, vì một số việc làm ăn mà ông làm cho 2 người tự tử chết. Không phải ông giết mà là chuyện làm ăn sao đó mà 2 người này tức giận quá tự tử chết. Thì khi ông sau này học Phật á, ông luyện công phu 5 năm, ông chuyên cần ông luyện công phu. Trong một buổi trưa ông đang nằm ngủ nghe, thì cái linh hồn 2 người này tìm đến. Thì trong giấc mơ ông thấy rõ ràng như vậy, thì ông nghĩ rằng là 2 người này tìm đến để mà rắc rối gì đây. Nhưng mà không ngờ 2 cái quan hồn này tìm đến trước mặt ông và quỳ xuống, nói rằng là đến đây không có cái tâm rắc rối gì, chỉ là muốn ông siêu độ giùm. Thì cái ông này ông nói rằng bằng cách nào? Thì 2 cái quan hồn đó nói rằng là chỉ cần ông đồng ý là được, với công phu ông đồng ý là được. Thì ông nói vậy thì được thôi, tôi đồng ý. Ông vừa nói đồng ý một cái là bắt đầu là 2 cái quan hồn đó nhảy đến đầu gối ông và nhảy lên vai ông thì thăng lên siêu thoát. Và vợ ông và con trai ông chết sớm cũng vậy, đến và xin ông siêu độ. Ông nói bằng cách nào? Thì họ nói rằng là chỉ cần ông đồng ý là được rồi. Thì ông nói đồng ý thì cũng y rang như 2 người trước. Thì qua những câu chuyện này quý vị biết rằng là chúng ta muốn siêu độ cho người thân mình, hoặc là mình từng phá thai mà bây giờ mình hiểu nhân quả, mình biết cái nghiệp quả phá thai này đáng sợ, mình muốn siêu độ cho những hương linh thai nhi, thì chính mình phải gây dựng công phu từ cái tâm ác lúc trước mình đã từng làm sai, gọi là tội từ tâm khởi đem tâm sửa. Tâm đã sửa rồi tội thành không, thì chỉ có cái tâm sửa lỗi lầm bằng cách niệm Phật chí thành cung kính. Từ cái tâm thiện, tâm chí thành của mình mà có thể cầu siêu cho hương linh thai nhì. Đó. Phật pháp của chúng ta đó, từ từ rồi thì chúng ta thấy Phật pháp là
trở thành một cái môn mà cầu siêu cho người chết. Trong khi cái thời của Đức Phật thì cái chuyện cầu siêu cho người chết không có. Mà Phật Pháp là dạy người sống chứ không phải cầu siêu cho người chết. Nếu mà dạy người sống tốt thì sẽ cầu siêu cho người, cầu siêu cho những người mắc được. Dạy người sống được tốt nhất định là cầu siêu cho những người đã mắc được. Còn bây giờ chúng ta trở thành Phật Pháp là cầu siêu cho người chết. Quý vị coi, người xuất gia mình bây giờ phần nhiều đều là làm cái nghề gì? Cái nghề cốc cốc can can kiếm cuộc sống, đúng không? Là Phật Pháp trở thành một cái môn mà để đi cầu siêu cho người chết. Còn cái chuyện giáo dục người sống thì hiếm lắm. Quý vị đi tu, quý vị thấy nhiều ngôi chùa quý vị đến ít có giảng pháp cho quý vị nghe. Ít giảng pháp, trong khi Phật Pháp là một môn giáo học chí thiện viên mãn, mà con người không chịu đem giáo dục để dạy người sống. Nếu người sống được giáo dục tốt, vậy thì cái người này tương lai sẽ đi đến cảnh giới tốt. Mà họ đi đến cảnh giới tốt thì họ sẽ siêu độ cho người thân họ được. Nhưng mà cái việc này thì ít làm. Mà làm cái việc là khi chờ chết rồi mới đi tụng Đám Ma, đọc một hai đoạn kinh Di Đà, rồi bắt đầu là nhận tiền. Vậy thì quý vị nghĩ chuyển biến Phật Pháp trở thành một cái môn để mà kiếm ăn, đánh mất đi cái nền giáo dục của Phật Đà. Trong khi Đức Thế Tôn là dùng Phật Pháp để là giáo dục người. Quý vị biết rằng những đức đọc sơ qua lịch sử, những đức nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi hỏi một vị Pháp Sư Đạo An, vị này có cái đức hạnh lắm, Hòa Thượng Tịnh Không hỏi Pháp Sư Đạo An này một câu rằng là nguồn gốc mà cầu siêu này là phát xuất từ đâu? Thì Pháp Sư Đạo An này nói rằng là thời của Đức Phật là không có. Khi Phật Pháp mà mới qua bên Trung Quốc cũng không có luôn. Nhưng mà sau này thờ của ông vua Đường Minh Hoàng, ông vua này ông thích một người phụ nữ này, ông thương người nữ này nhiều lắm, nên ông bỏ triều chính, rồi có loạn thần An Lộc Sơn nổi dậy. Khi mà đất nước lâm nguy sắp sửa mất nước luôn, thì khi mà dẹp loạn rồi thì chết nhiều lắm, chết rất là nhiều. Ông quá hối hận rồi, nên mỗi một địa phương, mỗi một chiến trường thì lập nên một ngôi chùa để mà gọi là thỉnh các vị Pháp Sư đến để cầu siêu. Từ nơi cái việc của Đường Minh Hoàng làm mà nhân dân học theo, mỗi khi gia đình có người chết thì bắt đầu là đầu tiên thỉnh Pháp Sư. Nhưng mà các vị Pháp Sư đó đầu tiên cũng làm không nhiều. Nhưng mà từ từ nó lan rộng ra, và những người xuất gia là trở thành cái nghề, là nghề gì, là nghề chính, là cái nghề tụng kinh cầu siêu cho người chết là nghề chính ở trong tự viện. Chứ thật sự là thời Đức Phật không có, khi Phật Pháp mới truyền sang thì cũng không có luôn. Nhưng mà sau này từ ngay thời của vua Đường Minh Hoàng mà ra cái việc mà cầu siêu cho người chết, rồi từ nơi đó mà nó lan truyền qua tất cả các nước trên thế giới, cũng từ ngay cái việc này mà Phật Pháp trở thành là cầu siêu cho người chết, không có chú trọng Phật Pháp là giáo dục người sống nữa. Quý vị để ý đi. Nên chúng ta học Phật mà 10 năm, 20 năm, nếu như chúng ta mà không nghe giáo dục thì cái chuyện học Phật chúng ta là vô ích. Đi học Phật mấy chục năm mà con người mê tín, con người tà kiến, không có hiểu biết. Là vì sao? Vì mình không nghe giáo dục, mà mình nghe cái chuyện mà đi đến chùa cúng nảy chuối, rồi cúng bó hoa, rồi lễ Phật, rồi cầu xin con trúng số, cầu xin con mua đất, rồi bán đất được, rồi cầu xin con được vợ, được chồng, cầu xin con được có con trai, cầu xin đủ chuyện. Mà toàn bộ những cái việc cầu xin này là mê tín. Vì làm gì có cái chuyện chư Phật Bồ Tát cho mình cái thứ này. Mà chính cái tâm của mình thiện tâm, mình tu, mình cầu có ứng, là chính mình có tu thì nhất định là có ứng. Phải nghe rất là rõ ràng, cái gì nó cũng phải có công có quả chứ. Chứ làm gì có cái chuyện tự nhiên cầm một bó hoa đến chùa cúng, rồi cúng một nải chuối trên bàn thờ Phật, rồi bắt đầu là cầu xin con trúng số, trúng này trúng kia, được cái này được cái nọ. Vị Phật Bồ Tát thích ngửi hoa, thích ăn trái cây hả? Nếu mà thích ăn trái cây, vậy các ngài có tiền nhiều quá sao không đi mua đi, đi đưa chúng ta số tiền nhiều quá thì còn lấy có mấy cọng hoa nải chuối để ăn chi hả? Phật Bồ Tát vậy là còn ngốc hơn chúng ta nữa, vậy chúng ta đi lễ làm chi? Quý vị ngồi suy nghĩ ra gì thì mình hiểu liền gì đâu. Nên đã đem môn giáo học của Phật Đà
mà trở thành một cái môn thấp kém. Đó, cái nguồn gốc của cầu siêu là như vậy. Và quý vị nào đã từng tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta biết được rằng cầu siêu cho người thân mình phải dựa vào kinh Địa Tạng. Dựa vào kinh Địa Tạng điểm nào? Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ. Cầu siêu cho mẹ có mướn pháp sư, có thỉnh pháp sư hay không? Không. Mà chính họ nghe được lời khai thị của Phật và chính họ tu học. Chính họ tu học từ phàm đạt thành thánh. Từ nơi đó mà cầu siêu như Bà La Môn nữ, siêu độ cho mẹ và từ cảnh giới địa ngục mà sanh lên cung trời đau lợi hưởng phước. Là từ ngay công phu của bà mà cầu siêu cho mẹ bà. Còn Quan Mục nữ thì công phu kém hơn. Từ nơi đó mà mẹ được thoát cảnh giới địa ngục. Nhưng mà làm người thì tuổi thọ ngắn, là từ công phu của mình kém nên mẹ được giải thoát nhưng mà cảnh giới không bằng Bà La Môn nữ. Bà La Môn nữ là công phu từ phàm phu trở thành bậc A-La-Hán Bồ Tát, nên cảnh giới của mẹ bà là sanh lên cung trời đau lợi hưởng phước. Như vậy thì cái chỗ cầu siêu cho người thân là đòi hỏi công phu chúng ta có được bao nhiêu thì cầu siêu đạt bấy nhiêu. Thật chắc đó nghe. Nên nếu quý vị đi về chùa, chùa của mình không có ghi cầu an cầu siêu gì hết á, vậy thì quý vị niệm Phật cúng dường có không? Nếu mà nó ghi mới có vị thầy chứng minh mới có. Vậy thì cái môn Phật Pháp này chắc chúng ta cũng không tu luôn. Phật Bồ Tát tệ quá. Ghi giấy mới có vị thầy chứng minh mới có. Còn người cúng dường không ai biết không có. Quý vị đi về chùa mình tu, quý vị có thấy ghi cầu an cầu siêu không? Không. Vậy thì quý vị về đây nếu mà toàn đại chúng này cùng niệm Phật, cùng nghe Pháp, giữ tâm thanh tịnh, tu hành, cộng lực lại để cầu siêu cho người thân mình được không? Kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh nữ Bà La Môn siêu độ mẹ mình, không thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh, mà cô dùng phương pháp tu học, dùng bản thân đích thực quay đầu, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm, chân thành sám hối, sau đó lấy công đức này để tưởng nhớ mẹ. Mẹ cô nhờ đó mới triệt để đoạn ác tu thiện, đích thực phá mê khai ngộ, bà từ địa ngục liền được sinh thiên. Thế nhưng nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ, chúng ta sẽ thấy nữ Bà La Môn nhờ mẹ tạo ác đọa địa ngục, nên cô mới có động lực quyết tâm tu hành nghiêm túc. Công phu của cô là cảnh giới A-La-Hán, thật sự chuyển phàm thành thánh. Người giúp cô đạt đến cảnh giới này chính là mẹ cô. Nhờ duyên của mẹ thúc đẩy cô tu hành chứng quả. Khi đã chứng quả, công đức đạt được lại làm vẻ vang cho mẹ mình. Mẹ cô siêu sinh từ địa ngục lên cung trời đau lợi. Chúng sinh ngày nay chỉ biết làm theo hình tướng mà không hiểu nội dung thực chất, cho nên không đạt hiệu quả lớn. Đó, một đoạn ngắn thì nghe rất rõ ràng đấy. Chỉ tạo hình thức mà không làm thật chắc nên không có kết quả. Nên đi về đây mà quý vị nghe như vậy rồi, cả chúng này, chúng ta một ngày nay niệm Phật giữ tâm thanh tịnh, rồi tối đêm nay đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái này là bỏ công được quả mà, sức hồi hộp mới có chứ. Thí dụ như quý vị đi làm ruộng đi 3 tháng, chúng ta phải chăm sóc chứ, nhiệt tình chăm sóc và có nhiều phương pháp, thì mùa lúa năm nay được bội thu. Còn người này giải lúa xong, cấy mạ xong, bỏ đại đó, chắc cỏ nó ăn không còn cây lúa quá. Tớ thu hoạch ra được bao nhiêu lúa. Từ nó hiểu ngay chỗ này thì chúng ta biết được rằng cái tâm chúng ta bao nhiêu, cái công chúng ta bỏ bao nhiêu thì nó sẽ thu hoạch được bấy nhiêu như vậy đó. Đó. Nên mình về đây 4 thờ mình lên tu, rồi tối đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Phải bỏ một cái công nhiệt tình như vậy đó. Còn bây giờ mình về đây mà mình liều khiều lên lễ Phật, lễ mấy lễ chạy mất tiêu. Hoặc là lâu lâu đi vô chùa có 1-2 ngày mà chiếc điện thoại mà không phá nguồn lại. Vậy thì quý vị nghĩ rằng là quý vị vô tu, quý vị làm động bao nhiêu người. Nhớ nha,
Người dương chúng ta ngồi bấy nhiêu đó, người âm còn gấp bao nhiêu lần chúng ta đó. Đây là lời Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết một cái pháp hội, một cái ngôi chùa chuyên tu. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng mỗi người chúng ta quán thân chế chủ đi theo mình hơn một đoạn đường nữa đó. Đi theo mình á. Đó. Từ nơi đó mà mình đi đâu là họ đi theo đó. Nếu mình đi vô chùa thì họ đi vô chùa. Nhiều người chúng ta quý vị thấy khi mình đi vô chùa, tự nhiên cái tâm của mình nó an như thế nào á. Đã biết tại sao? Vì một số quán thân chế chủ người ta được nhẹ nhàng cái tâm người ta. Khi ta nghe như vậy người ta nhẹ nhàng cái tâm liền chứ sao? Vì mỗi người cái tâm thánh thiện nó phát lên là bắt đầu là cầu siêu cho người đó được một phần nào rồi đó. Còn khi mà cái tâm mình nó sân hận lên là bắt đầu là cái cảnh giới nó xuất hiện những cảnh giới khổ đau lên liền. Nó, mình nghe như vậy thì mỗi ngày mình niệm A Di Đà Phật, mình chân thật mà niệm Phật. Nhất là những người mà chúng ta nghe được tịnh độ này, câu Phật hiệu này phải nắm cho chắc. Chiếc máy bấm niệm Phật này nè, phải xuyên cầm mà bấm niệm. Niệm niệm A Di Đà Phật, quý vị thấy một ngày những đức nói chuyện ba thờ trong khi khỏi soạn bài. Quý vị biết rằng ngồi nói chuyện gì đó nghe. Nếu như mà nói không quen đó cho quý vị biết, nếu mà chủ nhật tuần sau giảng đó nghe, thì nguyên một tuần này ăn không ngon ngủ không yên với cái bài giảng đó đó. Cái người mà giảng không quen á là ăn không ngon ngủ không yên với cái bài giảng đó đó. Là phải soạn bài, đọc rồi nghe rồi làm sao để mà lên giảng một tiếng mấy đồng hồ đó đó. Và nó ốm o gầy mòn luôn á. Còn nếu như mà quý vị mà niệm Phật cái tâm an rồi đó nghe, nhìn cảnh thì thiết pháp, vậy thì quý vị thoải mái vô cùng. Hồi sáng một câu ai Phật niệm đến cùng, còn hồi cấp mà 8 giờ rưỡi chúng ta lên nói chuyện, quý vị cũng thấy phù hợp. Buổi chiều chúng ta có cúng thí thực, có phóng sanh nữa, thì bắt đầu là chúng ta hướng dẫn về cái chuyện siêu độ người thân bằng cách nào là chân chắc. Thấy không? Nghĩa là mỗi một thờ nó phải làm sao mà người ta nghe được, chứ không phải là nó trùng lập bao nhiêu hết trơn á, mà tự nhiên quý vị nghe được rõ ràng. Khi mình nói một thờ chia sẻ này xong, mình ra ngoài mình cúng thí thực cho người ta. Cúng thí thực là cái gì? Giống như giữa mình với người này không có duyên bấy nhiêu, giữa mình với người này không có duyên bấy nhiêu, bây giờ sao? Mình mời người này đến, mời cơm người này ăn, tặng quà cho người này, thì sao? Thì có tình cảm. Đã có tình cảm rồi thì bắt đầu là mình mới đem Phật Pháp tặng cho người này, thì người này tiếp nhận. Cũng như chúng ta bây giờ mà ngồi đây mà chia sẻ Phật Pháp mà ngồi được là chúng ta có duyên, có duyên với nhau. Cái duyên này tùy vào nhiều hay ít. Nếu như trong đây mà cái duyên dày thì tự nhiên cái lời nói những đức quý vị nghe, quý vị tiếp nhận nhiều. Còn nếu như cái duyên ít, quý vị ngồi một chút quý vị không nghe được. Vì sao? Vì cái duyên nó ít. Tùy theo cái duyên mà nó tiếp nhận Phật Pháp. Cũng như Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi đến một cái địa phương đó, Đức Phật giảng thuyết gì mà Đức Phật giảng thuyết người ta không nghe. Đức Phật buổi sau trở về, Đức Phật kêu Tôn giả Mục Kiền Liên đến thuyết. Tôn giả Mục Kiền Liên đến thuyết vậy mà nguyên một cái địa phương, cái xóm đó người ta chịu nghe. Thì đệ tử của Đức Phật mới thỉnh cầu rằng là vì sao mà Đức Phật thuyết mà họ nghe, còn Tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử mà thuyết vậy mà họ nghe. Đức Phật nói rằng là có duyên. Tôn giả Mục Kiền Liên đã từng có cái nguyện và cái duyên với cái số người này, trong khi một đời kiếp đó đó, Tôn giả Mục Kiền Liên ông là một người đi đốn củi trong rừng sâu. Ông gặp cái tổ ông này nè, rồi ông quy y cho nó và ông phát nguyện rằng trong một đời kiếp nào khi ông tu hành chứng quả, nhất định ông sẽ độ cái tổ ông này. Quy y niệm Phật phát nguyện vậy đó, mà khi Tôn giả Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán thần thông đệ nhất rồi đó, thì bắt đầu là cái ổ ông nó cũng sanh làm người. Mà một địa phương đó thì Tôn giả Mục Kiền Liên đến thiết một cái là những con ông mà bây giờ làm người này tin và nghe liền. Vì sao? Vì từng có duyên. Nó thí dụ như quý vị nghe người này quý vị thích vô cùng, nhưng mà chưa chắc quý vị dẫn một người bạn nghe họ thích, chưa chắc đâu. Họ nghe cái họ chối tay vô cùng, họ nặng đầu óc vô cùng vậy đó. Là vì sao? Vì cái ông giảng này không có duyên với họ nên ổng nói họ nghe. Vậy thì sao? Thì nói qua tai là trồng bồ đề muôn thở. Một đời kiếp nào sẽ tự nhiên nghe.
Đó. Nên ngồi mà chúng ta cùng nghe như vậy là những đức có duyên với quý vị đó. Nên quý vị mới nghe đó. Còn nếu người nào mà duyên giữa những đức với quý vị mà kém thì tự nhiên quý vị nghe ăn chút, quý vị nói ông thầy nói chuyện thấy ghét, đi ra ngoài chơi. Đó. Nó là như vậy đó. Hoặc là nó đau chân, nó nhức lưng, nó nói rằng đi ra, trong tâm nó nói gì? Đi ra ngoài, bực bội quá đi ra. Có nghĩa là gì? Là những đức duyên ít với quý vị. Còn nếu như mà quý vị với những đức mà có duyên dày với nhau đó nghe, dù đau chân cỡ nào đau cũng không dám đứng ra luôn, đứng đi ra không được luôn đó. Vì sao? Vì có duyên dày. Cái duyên này nó cứ xoay chuyển, nó xoay chuyển. Thí dụ như đời này những đức nói với quý vị nghe đi, tự nhiên một đời kiếp nào quý vị ngồi để quý vị nói thì những đức ngồi với nghe. Nó xoay chuyển như vậy đó, nó xoay chuyển hoài vậy đó. Đó, để độ chúng sanh. Quý vị nghe chỗ này rồi quý vị thấy rằng là cái chỗ kết duyên thù thắng không? Quá thù thắng. Đệ tử Phật mà độ được chúng sanh, còn Đức Phật giảng họ không nghe thì mình biết rồi. Từ nơi đó mà những đức ấy, mỗi lần mà gặp một con vật nhỏ gì nghe là những đức chắp tay, những đức quy y cho nó. Kệ đi, mình cứ kết duyên đi. Nó quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Đọc ba lần như vậy kết duyên Phật Pháp Tăng với con vật này nghe, thì đến một ngày nào tự nhiên nó làm người, tự nhiên mình nói nó nghe. Vì sao? Vì có duyên rồi. Từ nơi cái tâm này nên Phật nói rằng là độ chúng sanh đó thì Phật kiên trì vô lượng kiếp. Phàm phu như chúng ta đó mới học Phật á, muốn độ người thân mình á thì muốn độ liền một đời này thành Phật được không? Nhiều người chúng ta học Phật, quý vị biết rằng á, mới học Phật được ba mới chút đỉnh là thấy Phật pháp cũng tốt á. Bắt đầu làm sao? Muốn tặng cho người thân liền. Phải học gì nè, phải học gì nè, phải niệm Phật nè, phải ăn chay nè. Họ gặp mình, họ ghét mình thêm nữa. Bây giờ mình ăn chay, mình niệm Phật cho ngon lành đi, mình làm sao cho an lạc đi. Dù quý vị chưa kêu họ, họ cũng muốn học theo nữa. Thí dụ như ở xóm mình không có ai tu đúng không? Chỉ có một nhà mình là biết Phật pháp, biết đi chùa đúng không? Bây giờ coi là cái chuyện mình đi chùa rồi vợ chồng mình sống có hạnh phúc không? Rồi con cái mình có dạy đàng hoàng không? Từ nên cái hành động đó của mình học Phật mà người ta nhìn, người ta để ý rồi người ta học theo. Còn nếu như mình đi chùa gì mà hay chồng quýnh lộn, chữ lộn sùm hết, quý vị nói Phật pháp tốt, ai học theo? Ai học theo? Quý vị nghe gì nó đúng tình đúng lý mà nó có nguyên lý rất rõ ràng, thấy chưa? Nên Phật pháp mà hoằng truyền rộng là nhờ nhiều người hoằng truyền, chứ đâu phải nói là người xuất gia mới có cái khả năng hoàn truyền. Hàng cư sĩ chúng ta mình tu là hoàn truyền Phật pháp rồi đó. Nó mà bây giờ quý vị biết rằng là cái công nghệ bây giờ phát triển, chúng ta ngồi ở đâu cũng có thể bấm lên Phật pháp mà coi được. Phải dựa vào cái phát triển của cái công nghệ bây giờ mà mình truyền Phật pháp. Nó rồi có khi mình ở nhà một chỗ thôi nghe, mà mình á, điện thoại mình đặt vài chiếc máy á, mình gặp một hai bà già mà ở nhà giữ giáo đồ đó, mỗi ngày á, lủi thủi trong nhà, tới tuổi già rồi mà ngồi trong nhà giữ giáo đồ đó, lủi thủi buồn khổ không biết chùa chiền gì hết á, mình tặng cho bà một chiếc máy cho bà nghe pháp để cho bà biết niệm Phật, bà nghe những câu này tự nhiên nó giải mã trong tâm bà. Quý vị biết rằng á, có khi cái nghiệp quả của chúng ta đó, sanh con nuôi con, cứ vợ gả chồng cho con rồi, tiếp tục bây giờ tới tiếp tục giữ cháu, rửa mông cho cháu đó. Có khi giữ nó dễ thì còn thấy vui vui, chứ có khi mà giữ nó mà nó khóc hoài, nó ọ e nó khóc hoài, tức mình chữ cha mẹ sùm, chữ cha mẹ mày sanh ra cho cố đi, để lại cho tao nuôi. Rồi xong khi mà thấy cái hình bóng nó đi về tới cổng, cái im gu không dám nói gì chứ nữa. Vì bây giờ ăn cơm của nó mà đâu có dám đụng tới nó. Nó rồi có khi giữ mà làm cho con nó té chày chân chày cẳng, có khi con dâu mình nó về nó không hiểu, quý vị biết nó nói đo nó ren, có khi nó quýnh con nó trước mặt mình, nó quýnh con nó nói là có ai thương mày đâu này kia đồ, nó làm cho mình sống trong nhà không được đó cho quý vị biết. Có khi cái cảnh ngộ gì gặp phải đó đó. Nên khi mà cầm chiếc máy nghe rồi, cái bà già này bà biết rằng là mình thiếu nợ, nợ con trả chưa xong, bây giờ trả nợ cho con nó tiếp tục. Quý vị biết rằng không thiếu nợ làm sao bị như vậy. Hiểu rồi thì vui trả nợ cho xong, mà chân thật niệm Phật, nợ thế gian trả xong, chí thành cung kính niệm Phật để cầu sanh cực lạc.
Như vậy thì cuộc đời đến thế gian này, một đời đi qua không ổn. Không ổn. Những đức từng nói cái câu nói rằng là đến thế gian này mà không học Phật Pháp, không gặp được Phật Pháp đó nghe, cuộc đời chúng ta đến thế gian này vô nghĩa. Vô nghĩa. Quý vị ngồi, mỗi một người chúng ta ngồi suy nghĩ đi quý vị. Những đức là một thanh niên ngoài đời hư hỏng, mình bước vào chùa mình học Phật 10 năm nay cũng không phải học giáo lý gì nhiều, mà rõ ràng là nuôi mấy trăm bà già đã nhìn nhận rõ ràng. Họ nuôi mấy trăm người già thấy rõ ràng. Những đức nói với vị nghe rằng là những đức sâu sắc vì cái chuyện một kiếp người lắm nè. Vì sao vậy biết không? Ở trên Đà Lạt, bảy người mắc một tầng, mỗi tầng mỗi tầng mỗi tầng mắc. Rồi đi xuống dưới đây thì cũng mắc lai rai. Nhìn rằng là cuộc đời một kiếp người. Quý vị nghĩ chúng ta đến thế gian tìm cái gì? Có những người ngồi trong đây bây giờ chúng ta đang lao theo cái chuyện làm giàu nè, rồi gia đình cũng giàu rồi, mà có khi mình thấy thua gia đình nào đó bây giờ đang lao theo nè. Rồi chúng ta nghĩ rằng cái thọ mạng mà chừng nào đến bất tử nè, sanh không mang đến, chết không mang đi nè, cuối cùng nè. Vì thấy một kiếp người chúng ta đi qua, không có công phu gì bất tử, thọ mạng đến chúng ta đi về đâu đây? Đi ngồi suy nghĩ đi. Đi về đâu đây? Trời ơi, bao nhiêu người già trong chùa những đức lo kìa. Cũng từng học thức rồi có trình độ, rồi nuôi con khôn lớn. Bây giờ cuối cùng tuổi già của mình may thay gặp một ngôi chùa ở trong chùa tu hành. Bao nhiêu người già bây giờ rất là khổ đó. Chúng ta nhìn một kiếp người đi qua, cái gì là chỗ quan trọng nhất? Chuyện giải thoát là quan trọng nhất, quý vị phải nhớ nghe. Vợ chồng dù có thương yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa, quý vị nhớ nghe, khi cái chuyện thọ mạng đến với chúng ta rồi nghe quý vị. Quý vị nói rằng người chồng người vợ này họ thở giùm mình một hơi thở được không? Còn con đường chúng ta khi mà lo cho người thân của mình, mình hết lòng mình lo rồi, mình tạo nghiệp, mình có tiền để mình lo cho họ. Rồi đến khi mà mình thọ mạng đến rồi, ăn chung mà tội riêng mình phải chịu, rồi ai đỡ cho mình đây? Có ai đỡ cho ai được không? Không có ai đỡ cho ai được đâu. Nên mới nói rằng là duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Nếu người có nhận thức thì chính mình phải biết lo tu hành. Không phải cái chuyện tu hành này là đá đổ cái chuyện sống hiện tại giữa vợ chồng, giữa gia đình, không phải. Mà chúng ta phải sống hết lòng nhiệt tình, nhưng phải biết được cái việc đúng sai của một đời mình đang sống. Rồi mình phải gây dựng cái tâm giải thoát người thân mình, không gây dựng kệ họ. Còn ta phải gây dựng cái tâm giải thoát của ta, để khi thọ mạng đến bất tử với ta, ta sẽ đi về đâu? Đây mới là chỗ quan trọng. Đi về chùa mà nghe như vậy nè, mình mới nhận thức được. Quý vị nói rằng học Phật là tự nhiên mình đi cạo đầu xuất gia. Xuất gia là duyên. Giống như ngoài đời, bao nhiêu nghề nghiệp chúng ta chọn một cái nghề đó phù hợp với mình. Còn cái chuyện xuất gia là cũng như chọn một cái nghề vậy đó. Người này nhân viên xuất gia, thích đi xuất gia thì cạo đầu xuất gia. Còn chúng ta là người học Phật, hàng cư sĩ, học Phật theo hàng cư sĩ. Nghề nghiệp nào học Phật theo cái nghề nghiệp này. Nên nói là Bồ Tát trong mọi nghề nghiệp. Chứ đâu phải nói rằng là người xuất gia là tu giỏi, người cư sĩ là tu dở. Có khi người xuất gia tu còn dở hơn hàng cư sĩ nữa. Quý vị biết rằng người xuất gia mà có khi không vô trong chánh điện tu, mà người cư sĩ thì tu trong chánh điện thường xuyên, thì quý vị mới biết được rằng là như vậy chứ. Đó. Nên những đức nói rằng cho quý vị nghe, thí dụ như mình dẫn đòn đi tu cũng là tốt, nhưng mình phải tu nó mới tốt. Còn nếu như mình dẫn đòn đi tu mà mình không tu, vậy thì sao? Quý vị được giải thoát không? Ai ăn nấy no, ai tu nhớ chứng. Mình biết Phật Pháp là tốt, mình dẫn người ta đi tu, mình phải tu còn hơn người ta nữa. Vậy á, thì cái chuyện giải thoát là mình hiểu rồi, mình muốn hướng người ta giải thoát, nên như vậy thì đúng. Còn nếu như mà ông thầy bà sư cô này dẫn đòn đi tu mà cái đi vòng vòng chùa không chịu vô tu, không chịu vô lễ Phật hết trơn, ông là ai mà không vô tu mà ông được thành thù? Ông là ai? Ông là thánh hả?
vẫn là phàm phu giai thôi mà dính mắc tùm lum tùm la chứ. Mà nói cái chuyện dẫn người ta đi tu mà mình được giải thoát, đọa lạc, vẫn là đọa lạc. Còn cái nhân người kia đi tu được giải thoát là cái nhân giải thoát. Còn có cái nhân dẫn người đi tu là cái nhân này đẩy lui lại. Chừng nào nó gặp duyên thì thành tựu, nhưng không biết chừng nào gặp được cái duyên tốt đó. Nên mình phải biết được rằng dẫn người ta đi tu là tốt, nhưng chỗ tốt nhất là mình phải tu. Mình phải tu đó. Nên những đức hướng dẫn quý vị là thật chắc đó. Thích nghe Phật pháp thật chắc không? Hay là nói dối? Nó gạt quý vị thì nhiều cách nói lắm, nói thoải mái cũng nói được, nhưng mà sợ đọa lạc thôi. Nên từ nữa đó, nói thật đó. Quý vị có nghe câu gì tiền bạc không? Nghe như đức nói chuyện có câu gì tiền bạc không? Không. Cuộc đời chúng ta quý vị biết rằng là ngáp gió cũng nghe tiền nữa, ngủ ngáy cũng nghe tiền nữa, bây giờ đi tu cũng tiền nữa. Vậy thì cuộc đời chúng ta có cái gì là an lạc trong cuộc đời này hả quý vị? Thôi mười mấy năm ngoài đời cái gì cũng tiền, tiền, tiền. Bây giờ không lẽ đi tu này rồi tiền nữa? Thì bây giờ quý vị suy nghĩ rằng chúng ta làm sao an lạc đấy, trong cái Phật pháp này đấy quý vị. Đó. Nên khi mà những đức nói những cái điều này rồi nghe, thì những đức có cảm giác là vì sao? Mười năm nay mình không nghĩ tiền mà nó có tiền, còn mười mấy năm trước suy nghĩ tiền mà không có một xu nữa. Thì thấy rõ ràng rằng là tạo cái phước thì trong mạng có phước thì có tiền, không tạo phước dù muốn có cũng không có. Trong mạng mà có phước làm chơi có thiệt, trong mạng mà không có phước làm thiệt cũng không có gì. Nên nhận thức đi. Có những người thông minh tính toán giỏi vô cùng, nhưng quý vị biết rằng cốt khỉ văn quần cốt khỉ, tới Tết mà còn không có tiền ăn Tết nữa. Còn có những người họ đâu có phải là giỏi giang tính toán gì đâu, vậy mà gia đình ta phơ phớ. Thì mình biết được rằng là đòi hỏi trong mạng có phước hay không có phước. Như vậy thì muốn có phước thì làm sao? Phải tu phước. Phải tu phước. Buổi chiều hôm nay chúng ta có thời gian, chúng ta nói chuyện chút vậy đó, nhưng mà nói nhấn mạnh nhiều cái. Nếu mà nói vui hoài á, thì nó không có kết luận của cái buổi đi đến đây. Hồi trưa nói chuyện vui quá chàng đúng không? Chiều nay mình cúng thí thực đồ nữa mà. Phải nghiêm túc cái tâm của mình để cúng thí thực cho người ta. Chứ gặp mình lên đây đùa giỡn quá đó. Chút ra cúng toàn bộ á, biến ra toàn bộ là mấy cô mấy chị không á. Anh cho quý vị biết á. Nên nó có một câu chuyện á, cái ông thầy này á, ông được người ta mời đến cái chỗ nhà đó để mà cầu siêu. Ông thầy này chắc cũng có công phu một chút. Thì trên đoạn đường mà đi cầu siêu đó quý vị, chùa của ông cũng mới bị ăn trộm mà mở thùng tam bảo lấy tiền. Ông đi giữa đường cái tự nhiên sao ông nhớ đến quên cái chìa khóa thùng tam bảo. Ông kêu người đệ tử nói con chở về đi con, cắt cái chìa khóa đó liền. Thầy sắp sửa xây dựng mà coi chừng nó vô nó lấy chìa khóa nó mở nó lấy tiền nữa đó con. Rồi thì quý vị biết rằng người đi tử về rồi, nhưng mà ổng thì ổng đi đến nhà đông cúng vậy đó quý vị, mà cái tâm ổng vẫn lo, không biết ở chùa không biết nó có mở thùng tam bảo nó lấy tiền hết hay không. Lúc ổng cúng ổng nghĩ chìa khóa, chìa khóa, ổ chìa khóa, chìa khóa. Quý vị biết rằng ổng cúng có chìa khóa không? Cái này thì xác thực kinh giáo Phật dạy thôi, tướng do tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển thôi. Cái tâm ông nghĩ chìa khóa thì cũng là chìa khóa đó. Thì tối lại á, cái linh hồn cái cô mà chết quan đó đó tìm đến ngay chùa ông luôn. Nên á, quý vị thấy tại sao mà những vị thầy mà đi gõ mõ tụng kinh cho người chết mà mặt họ xám hết mà sắc diện họ đen thui, quý vị biết vì sao không? Vì họ mỗi ngày là tụng kinh cầu siêu cho người chết mà nhận tiền, nhưng mà cầu không có siêu nhưng mà đi nhận tiền, có nghĩa là lấy tiền mà làm không xong chuyện. Như vậy thì hồn ma này đi tìm họ, đang theo họ, nên họ bị ám khí này đeo đẳng nặng nề. Nên quý vị coi sắc diện xám đen, mắt thì quằn đen, nhìn mặt mày thì có một cái thằng khí nó mệt mỏi như thế nào á, thì quý vị biết rồi. Quý vị coi một số vị tụng kinh đám ma là quý vị biết liền gì đâu. Nhưng mà những người này thường ưa bị chết yểu. Vì vậy biết sao? Tại vì cái âm khí bám vào người họ nặng quá, từ nơi đó mà phước họ giảm mau nên họ chết yểu hoặc là bệnh tình rất là nhiều.
Nên á, khi á, mà cái linh hồn này đi về chùa tìm ông thầy đó, thì ông thầy này cũng có chút công phu, có phước còn á. Thì vị biết rằng người đệ tử á, thì cái hồn ma này đến báo mộng được. Nên quý vị biết rằng quý vị ngủ mà quý vị gặp cái thứ này thứ kia không phải á, là do phước quý vị nó si. Nên á, cái cảnh giới của ma đạo nó lướt qua quý vị được. Còn nếu quý vị mà phước dày ra, cảnh giới của ma nó không có lướt được, nên không có đến gần quý vị được. Nên quý vị mà bị mà nhập nè, rồi bị dựa, dẫm dựa nè, rồi ngủ mà thấy ác mộng này kia là do phước giảm. Nên từ nơi đó mà người ta mới lướt qua quý vị được. Quý vị nhớ, thì người đệ tử này thấy được cái linh hồn đó và sợ quá, đêm đó muốn qua bên cái chỗ thầy để ngủ chung với thầy. Thì người thầy nói rằng không lẽ ta đi cúng mà nó có cái việc gì không phải sao? Thôi bây giờ đêm nay ta nằm ở ngoài ngủ để coi có ai mà báo mộng cho ta biết hay không. Ông thầy này cũng có công phu đó, chứ gặp mấy ông thầy nhát nhát đố mà dám đó. Không dám đâu, ông thầy này không làm được gì là ông có công phu. Thì vì biết rằng ông nằm ngủ bên ngoài thì bắt đầu là ông muốn rằng cho người ta báo mộng, ông biết sự việc làm sao đó. Thì quý vị biết rằng nửa đêm thì cái cô hồn đó đến mà vì té xuống biển chết nên nó làm cô hồn nó rung á. Thì cái chiêu cảm của nghiệp quả, cái nhân lúc chết ở dưới biển, thì bây giờ cái linh hồn nó rung theo, nó bị chấp nhất á. Bắt đầu là nó đến, nó thầy ơi, thầy rung mà, thầy ơi, hỏi ở đâu đến đây này kia, rồi nói con nè thầy, con ở đâu, con là đứa bé mà thầy cúng hồi trưa đó thầy ơi. Cái đầu ông thầy ông nói, ủa cúng rồi mà sao tìm đến đây? Thầy cúng mà con không có nhận được cái gì á thầy ơi. Quý vị mà coi qua câu chuyện này quý vị thấy người ta diễn rõ ràng luôn á, những đức làm là giống giống luôn á nghe. Đó, có câu chuyện này luôn á. Bắt đầu nó nói, ủa sao mà thầy cúng mà con không nhận được, thầy cúng ra chịu phá không thầy ơi. Cho vị biết nó nghe không, cái chuyện cúng thi thực là mờ người ta dùng thôi đó, nhưng mà phải có công phu á. Công phu trong tâm người này là phải buông xuống ngũ dục lục trần và không có nặng với nó thì cúng sẽ đạt tiêu chuẩn. Cái người này công phu là cái gì? Là tiền không ham. Tiền không ham thì tự nhiên mình cúng sẽ có kết quả. Rồi danh không ham thì mình cúng sẽ có kết quả. Còn những thứ đó mà mình bị dính vào thì cúng nó ra những thứ đó không à, không có nhận được gì chứ nha. Đó. Nên khi quý vị nghe như vậy gọi nghe, thì chính mỗi người chúng ta đã phải dụng công như thế nào để mà cầu siêu cho người thân mình là chính mình đó. Thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi trong đây, gia đạo của mình mấy đời luôn, có những người gia đạo mấy đời luôn, chúng ta biết gia đạo của mình mấy đời thôi, là tự nhiên nghèo nàn rồi chuyện này chuyện kia, bệnh hoạn rồi ung thư gì tùm lum, rồi chết yểu tùm lum hết trơn á. Chúng ta thấy cái gia đạo của mình là nó vô cùng là khổ, mà nhiều cái việc mà nạn tai đến với cái gia đạo mình là mình biết, mình coi lại cái nguồn gốc ông bà mình, cái nguồn gốc ông bà mình sống làm sao. Rồi bây giờ tới đời mình là con cháu, mình học Phật rồi, mình phải sao? Sao? Chỉnh lại. Chỉnh lại. Thí dụ như gia đạo này có ba đời ung thư, là đời nào cũng có người ung thư, từng đời nối tiếp. Mà hiện tại người thế gian người ta nói rằng đây là cái gen mà nó cứ tiếp tục ung thư, ung thư. Vậy thì nhà khoa học nói như vậy, mà Phật Pháp thì có nói vậy không? Học. Phật Pháp nói đây là cái nghiệp lực chiêu cảm mà đời cha làm gì, đời con làm theo, thì tiếp tục là nó dính theo cái nghiệp quả đó mà nó bị như vậy. Còn nếu như chúng ta học Phật rồi thì nó sẽ dẹp cái gen này, mà nó bằng cái cách nào? Mình phải chuyển tâm lại. Thí dụ như ông bà mình sát sanh hại vật, không biết thương yêu người, không có biết nghĩ gì người, mà đều biết nghĩ cho mình thôi. Như vậy thì cái bệnh tình và cái gia đạo này nó cứ như vậy. Rồi tới đời của mình học Phật rồi, mình chuyển tâm lại, mình vì người, mình thương người, mình giúp người. Từ nơi đó nó chuyển tâm của từ đời mình. Đời mình mà chuyển được như vậy thì mình sẽ cầu siêu cho ông bà mình. Bắt đầu gia đạo sẽ hưng thịnh lại từ từ, từ từ, từ từ. Là trong gia đình phải có người tu cho tốt, gia đạo nó sẽ hưng thịnh từ từ. Nhưng mà con cháu trong gia đình đó phải hướng đến Phật Pháp, chuyển tâm qua Phật Pháp từ từ. Vì thì gia đạo đó nó sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ từ lại và trở thành một gia đạo hưng thịnh. Mình nghe cho rõ ràng nghe không? Nên từ nơi đó mình nghe như vậy rồi, nghe mình học Phật Pháp nó có cái chỗ lợi ích rất là lớn. Nên mình đi đến chùa, mình nghe được Phật Pháp, mình phải đem Phật Pháp mình
truyền tải cho cái xóm làng của mình. Thí dụ như mình ở một cái xóm mà nhiều người niệm Phật đi, thì cái xóm mình cũng ít gặp kiếp nạn nữa. Mà nghe giáo dục rồi thì cái xóm của mình cũng ít có ăn trộm ăn cướp nữa. Vì sao con người nghe giáo dục nhiều? Thí dụ như mình ở một cái xóm mà đá gà, quýnh bài, ăn trộm ăn cướp, ly dị, phá thai, thì cái xóm mình ở là cái xóm không nghe giáo dục. Còn nếu mà cái xóm mình mà nghe giáo dục thì chắc chắn rằng cái điều đó nó không có. Đó nên mình phải đem Phật pháp mình giới thiệu cho cái xóm của mình, truyền tải cho cái xóm của mình bằng cách nào? Đem chiếc máy thuyết pháp tặng cho một số người ở đó. Cách tu phước này đặc biệt, cách tu phước này đặc biệt. Quý vị biết rằng những đức đi tu, mình nghĩ rằng mình đã từng ở miền quê của mình, rồi bây giờ mình gặp được Phật pháp mà mình đi tu, mình không có gì lại miền quê gì hết. Bây giờ bằng cách nào mình giúp cho người miền quê mình biết Phật pháp đây? Tự nhiên cái nhân viên ở quê những đức mỗi lần lễ, quý vị, họ lên lần có khi 100 mấy, 200 người, có khi 80, 90 người họ lên đây. Thì như thế nào? Mỗi lần lên những đức tặng cho họ một chiếc máy. Thì chính những con người này họ về quê, họ truyền tải. Từ từ rồi quý vị biết rằng là ở miền quê những đức bây giờ người ta biết Phật pháp rất là nhiều, người ta niệm Phật. Là từ nơi ngay chiếc máy đó mà những đức đâu có về quê đâu. Trong thời gian 10 năm những đức đi tu, những đức không có về, cứ ở trong chùa tu luôn được 10 năm. Từ nơi đó mà nó mới có cái kết quả khi mình đi tu. Nếu như những đức đi tu mà tớ tớ lui lui gia đình, đời không ra đời, đạo không ra đạo nghe, vậy thì cái chuyện đi tu của những đức nó cũng không ra gì luôn. Đó, quý vị nhớ đó, những đức đi tu 10 năm mà nó có được một chút tư tưởng, kết quả một chút đó nghe, là do gì? Những đức kiên trì ở trong chùa được 10 năm nay á. Đó, nên mình đã gặp được Phật pháp rồi thì mình phải có cái tâm tu đạo, có cái tâm giải thoát. Mà nhất là gặp pháp môn Tịnh Độ này là đại pháp mà cầu siêu cho người thân và cầu siêu cho chính mình, siêu mình, siêu người thân luôn. Là pháp môn Tịnh Độ này là pháp thù thắng. Trong 84,000 pháp môn là Đức Thế Tôn nói pháp môn Tịnh Độ là đại pháp thù thắng nhất. Thù thắng nhất. Người mang nghiệp phá thai hại người cỡ nào đi chăng, nhưng mà cái pháp môn Tịnh Độ này sẽ giải quyết được vấn đề nè. Một câu A Di Đà Phật này giải quyết vấn đề nè. Quý vị nhớ nghe. Mình mỗi ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chân thật, rồi xong con phát nguyện cầu sanh cực lạc chân thật, thì cái phần vô hình bên cạnh mình, cái phần vô hình bên cạnh mình, người ta cũng như thế nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và cầu sanh cực lạc. Thì khi cái tâm người ta phát lên cái tâm cầu sanh cực lạc, thì tức khắc cái tâm đòi nợ và quán thù sẽ không có còn phát cái tâm nó lên được nữa. Quý vị từng nghe những đức kể câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư rất nhiều lần đúng không? Mười đời là bậc cao tăng, nhưng chắc chắn rằng không có tu Tịnh Độ. Mười đời là bậc cao tăng, tu thiền nhưng mà cũng đạt tiêu chuẩn, nhưng không đạt được cái tiêu chuẩn là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh mới thành Phật, không đạt tiêu chuẩn này. Nhưng mà những vị này biết đâu cũng là Bồ Tát thị hiện, để lại tấm gương của chúng ta để mà nhận thức. Mười đời mà có một đời ông đã từng giết lầm một người tên Triệu Thố. Như vậy mà Triệu Thố đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời. Đi theo 10 đời. Mà 10 đời ông đều là bị cao tăng mà được thần hộ pháp hộ trì. Từ nơi đó mà Triệu Thố chỉ đi theo thôi chứ không đụng được ông. Vậy mà tới đời thứ 10, ông là Quốc Sư Ngộ Đạt mà thầy của vua. Nhà vua tặng cho cái ghế thuyết pháp giống như cái ghế ngồi gì mà bằng trầm hương. Ông vừa khởi tâm rằng được làm người, được xuất gia, mà ta lại là thầy của vua nữa, hiện tại có ai bằng ta? Ông vừa phát lên cái tâm chút xíu vậy thôi đó quý vị. Vậy mà thằng hộ pháp bỏ đi liền. Khi thằng hộ pháp bỏ đi một cái là Triệu Thố có cơ hội liền. Triệu Thố nhập vòng đầu gối của ông là một ghẻ mặt người. Nhưng Ngộ Đạt Quốc Sư này từng có cái duyên, kết duyên với Ca Đạt Ca Tôn Giả. Mà Ca Đạt Ca Tôn Giả này là bậc A-la-hán, biết rằng về sau ông này sẽ gặp kiếp nạn, nói rằng sau này khi gặp kiếp nạn đến nơi đó ta sẽ giúp cho, là có cái duyên. Thì vị biết rằng khi ông gặp kiếp nạn, ông không còn đường đi nữa, thì mới nhớ đến lời hướng dẫn của Tôn Giả Ca Đạt Ca. Ông tìm đến nơi đó, vị A-la-hán này quá giải,
bằng công phu quá giải thì chịu thố được siêu thoát. Thì lúc mà lấy nước mà phát lên á, cái một ghẻ mặt người mà mỗi ngày nó đòi ăn thịt này không á, thì mà sắp sửa lấy nước đó phát lên đó quý vị, thì nó nói phan, thì nó mới nói đến cái chỗ là 10 đời tôi đi theo ông để chờ cơ hội, mà ông chỉ có một ý niệm như vậy thôi đó, mà tôi là một ghẻ mặt người trong đầu gối của ông đó. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta mà đang bị bệnh ung thư, hay tự nhiên đang khỏe gì, bị bệnh gì, nổi một gì, một độc này kia là cái gì? Đó là nghiệp quả của nhiều đời nhiều kiếp nổi dậy. Bây giờ nếu muốn hóa giải bằng cách nào? Niệm Phật phát tâm giải thoát, thì chắc chắn rằng cái tâm giải thoát bấy nhiêu sẽ được hóa giải. Còn nếu như quý vị dùng cái cách mà cắt, gọt nó, hoặc là trừ khử nó, vậy thì nhất thời như vậy, nhưng cắt chỗ này nó mọc chỗ khác. Quý vị coi có nhiều người ung thư, bắn chỗ này thì nó nổi chỗ kia, cuối cùng thì chỉ còn con đường chết chắc. Mà chết đi đâu? Đi đọa lạc. Nếu chúng ta là người học Phật, chúng ta hướng đến cái chỗ cuộc sống tự nhiên, khi bệnh tình cũng liệng mình tự nhiên. Tự nhiên nó gây dựng một nguồn năng lực cho chính mình. Từ nơi đó mà khi bệnh tình chúng ta không sợ chết. Khi không sợ chết thì tính nguyện sẽ phát triển rất là mạnh. Nó sẽ giúp cho mình khi cận tử nghiệp của mình tỉnh táo và không sợ chết. Từ nơi đó mà rèn được công phu có tính tâm, tính tâm niệm Phật, thọ mạng đến niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Đó, thì nghe rồi đó, thì biết rằng khi nổi một độc hay là bị ung thư này kia đều là do túc nghiệp, nghiệp quả của chính mình. Một phần nào đó rất lớn là chỗ đó. Còn thêm cái chỗ là chúng ta là ăn uống không có biết cử kiêng, ăn uống ti tiện. Bây giờ quý vị biết rằng là ăn mặn là ghê gớm lắm, thức ăn bây giờ là nguy hiểm lắm. Nên từ nơi đó mà cái tâm của chúng ta phải phát tâm ăn chay, tập từ từ. Rồi từ cái tâm thiện lành này mà tự nhiên mình cũng có sức khỏe, cũng đỡ lắm quý vị. Biết rằng bây giờ không khí còn độc rồi, rau bây giờ chúng ta cũng đều là thuốc độc xịt trong đó dữ lắm. Nó, rồi cái trái cây bây giờ cũng là trái mùa, rồi nó cũng có trái, có nghĩa là ăn vậy nó không có tự nhiên nữa. Nhưng mà cái tâm mình do mỗi ngày niệm Phật tu hành, nên cái tâm này nó quá giải chất độc có nhiều lắm đó quý vị. Nên phải nhớ nghe như vậy rồi, từ cái tâm niệm Phật này nè. Nên những đức nói rằng chiếc máy bấm số niệm Phật, rồi lúc nào bên cạnh mình đi làm gì cầm theo cái máy nghe Pháp, cứ bật lên, lúc nào cũng nghe Pháp, nghe Pháp, để nó hóa giải cái tâm của mình nó mát mẻ. Từ ngay cái chỗ này là cái gì? Ngay cái chỗ này là cái chỗ hóa giải hận thù, thù thắng nhất. Và cái cảnh giới tâm mình phát triển thì mình cầu siêu cho người thân mình, đây là thật chắc. Một thời những đức nói chuyện chia sẻ với vị cái sự cầu siêu đối với người thân và đối với thai nhi bằng cách nào? Chính mình phải tu hành, chuyển cái tâm phàm tục của mình, đây là thật chắc cầu siêu. Còn cái chuyện bố thí cúng dường làm thiện thì cứ làm, nhưng cái chỗ này là một phần nào rất nhỏ, rất nhỏ. Nhớ, chúng ta làm được thì cứ làm, chứ không phải là đá đổ cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta muốn nói cái thật chắc để cầu siêu là chính mình phải làm nghe không? Nên mọi người, chúng ta nghe được Phật Pháp như vậy rồi, chúng ta phải phát tâm chân thật mà tu hành cho tốt. Vì một đời qua rất là mau, rồi lay quay vô thường sẽ đến với mình. Phải nhớ, vô thường sẽ đến với mình, như những đức cũng sẽ đến với mình thôi, ai cũng sẽ đến hết. Từ nơi đó mà mình gặp được tịnh độ, phải nắm bắt cho chắc. Nó nguyện hồng ăn tam bảo gia hộ cho tất cả mọi người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, có lòng tin vững chắc, để một đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. Ai về đầu Phật, chúng ta chắp tay lên hồi hướng vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.